Em đây là tìm đeo ở West Palm Beach, Florida. Thôi đừng quay mình nha. Đây là cái kệ nước sơn. Đây là những cái bàn làm tay. Đây là một số sản phẩm của đây là tiệm của bà chị ở trong West Palm. Đây là anh đẹp trai này nè, anh Alex là em của bà chủ tiệm. Qua Đây bên làm là con việc của bà chủ tiệm. Đây là dì Sáu. cho. Đây là một số sản phẩm của công ty để trên cái bàn hơi tay. Thì khi mà để trên bàn hơi tay thì khách hàng vô người ta sẽ thấy và người ta sẽ hỏi, đỡ phải mình phải quảng cáo. Đây là cái Galvanic Spa, đây là cái sản phẩm để làm chân tay, Nu Pedicure hoặc là Organic Pedicure mới. Đây là những cái sản phẩm Alok. Sau khi kết quả xài before and after, mình để những cái fly ở đây thì khách hàng người ta vào người ta thấy người ta sẽ hỏi. Ở bên đây thì có cái before and after, cái menu để làm cho facial, mini facial, galvanic spa để sản phẩm ở trong menu. Đây là cái tủ để trên đây để trưng một số sản phẩm, để trưng một số sản phẩm ở trong tiệm em. Thì đây là cái food solution bán rất là chạy. Đây là cái poster ở đây. Đây là bà chủ. Alo chị Vi, khỏe chị Vi? Đây là bà chủ tiệm nail ở West Palm Beach. Đây là cái poster để dán trong tiệm nail. Thì khi mà khách hàng đang ngồi thì khách hàng đang ngồi ta làm chân, thì khách hàng đang ngồi làm chân thì khách hàng sẽ nhìn vô thấy cái menu, thì khách hàng sẽ hỏi đây cái là sản phẩm gì, và khi khách hàng đã hỏi thì xem mình sẽ làm trước mình. Và cái tivi kia để chiếu những cái đài tin tức, những cái gì là những cái ghế làm chân để cho khách hàng. Đây là những cái sản phẩm để trong tiệm nail. Thì khi khách hàng nào cần những cái sản phẩm thì những người chủ tiệm nail làm đại lý cho công ty để bán những cái sản phẩm đó. Đây là những cái idea combo box và cái food solution.